Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh vừa sơ kết hoạt động 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh được nâng lên đáng kể. Công tác quy động vốn đạt chỉ tiêu chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố giao. Về sử dụng vốn, doanh số cho dây 9 tháng đạt trên 77 tỷ 600 triệu đồng, Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 487 tỷ đồng. Đánh giá chất lượng tín dụng hoạt động chính sách 9 tháng, phòng giao dịch và 11 xã thị trấn xếp loại tốt. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 122 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho 639 lao động. Hỗ trợ vốn cho trang trải học tập cho 62 học sinh sinh viên mới. Xây dựng và cải tạo 3.704 công trình nước sạch và vệ sinh qua đó góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện.